Những người sử dụng trí tuệ nhân tạo AI sẽ thay thế những người không sử dụng AI. Đây là sự dịch chuyển khó tránh khỏi trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu tận dụng tốt, AI sẽ mang lại động lực phát triển vượt trội bởi bản thân nó đã là sự đột phá. Điều này cũng tương đồng với các định hướng phát triển sắp tới của thành phố Hồ Chí Minh. Một số mô hình thú vị đã được chia sẻ tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo, sinh học Gen AI Summit 2024 với chủ đề Chân trời mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số đơn vị đồng tổ chức hôm qua. Vừa được tập đoàn Microsoft đánh giá là đơn vị duy nhất trên thế giới tạo ra được trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot cho y tế. Doanh nghiệp này đang tiếp tục thu thập dữ liệu về sản xuất, thương mại điện tử để tạo ra nhiều kiến thức khác cho AI. Bởi xu hướng sắp tới, AI sẽ phổ cập đến mức ai cũng có thể tự tạo ra một cách dễ dàng. Mình làm sạch dữ liệu một cách tự động và coi như tương lai sẽ có những tập đoàn lớn vào Việt Nam để biến coi như cái công việc mà phát triển AI nó thành đơn giản quá. Cái đó mới gọi là cái câu gọi là AI Factory. Làm sao có thể sản xuất AI mà mọi người có thể làm một cách tự nhiên. Và con người trong tương lai có thể, mỗi người chúng ta đều có một cái AI riêng cho mình.